Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Và tôi vẫn chẳng cảm thấy tức giận chút nào, chỉ lẳng lặng đạp xe đến sát đường, rồi dừng xe, bước lên bãi cỏ, nhặt lại dép của mình. Kệ, dẫu sao thì tôi giờ đã ướt mem rồi, có lững thững đi bộ thế này cũng chẳng sao. Không để tâm đến cái liếc nhìn mất dạy của đám tụi kia, tôi nhặt lại dép, rồi quay về chỗ dừng xe. Nhưng đám giải ranh choi choi ấy có vẻ như vẫn muốn đùa cợt. Bọn nó hẹn nhau chạy đến xe tôi mà ngồi lên, quay lại nhe răng cười đẻo, và lại có vẻ như sắp cướp xe mà bỏ chạy. Tôi biết, giữa trận mưa to đùng như thế này thì có kêu cướp cũng chẳng ai nghe được. Giá chăng xung quanh lại chẳng có người qua lại nào ngoài tôi và bọn kia. Gió thốc ngược từng cơn, những làn mưa ập vào mặt làm tôi thấy lạnh căm căm, lạnh như chính tôi bây giờ vậy. Cúi xuống nhặt hòn đá to bằng nắm tay, tôi không chần chừ mà ném thật mạnh thẳng vào đám con trai kia. Ai, nó ném đá kìa! Tránh, tránh, tránh! Một vài thằng nhìn thấy vội la lên và kéo bạn bè nhảy ra. Ầm! Hòn đá bay thẳng vào đuôi xe tôi và làm mốp một khoảng rõ to trên phần yên sau bằng nhôm. Tụi kia giật mình, nhưng rồi kệ số đông, một thằng trong đám đó vắt áo lên cổ mà khinh khỉnh đi như chạy về phía tôi. Mày chán sống à tha? Bóp! Tôi thản nhiên giáng một cái tát như trời giáng vào mặt nó. Thằng này không phản ứng kịp, lãnh trọn một đòn. Nó bưng mặt loạn choạn, rồi khuỵu luôn cả thân người xuống mặt đường, lầy lội nước mưa. Và đám bọn kia giật bắn người lên, tự bước lùi ra khỏi xe tôi. Nhưng vẫn còn thằng tóc đầu đinh, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi phóng tới. Đoạn rồi tung chân đá vào mặt tôi. Nhưng dĩ nhiên, trình độ bọn này chỉ là nhãi nhép, thua xa cả A Lý và thằng Phệ. Chỉ mới tí tuổi ranh nứt mắt đã tập làm giang hồ giường. Tôi lặng thinh đưa chân đá triệt ngay đầu gối nó. Thằng này mất đà khịu xuống rồi giật tung mặt lên vì bị tôi đánh bật ngược lại. Cớp! Tôi giáng một đòn nặng ngay giữa trán thằng đầu đinh. Nó ngay tức thì ngã vật ra đất và bị tôi dùng tay trái chèn cổ, tay phải đã thu lại về phía sau. Tôi nén một hơi thở sâu, chuẩn bị tung đòn dứt điểm. Theo bản năng thì bất chợt dừng tay lại. Ánh mắt của thằng đầu đinh lúc này nhìn tôi một cách thảng thốt và đầy sợ hãi. Tôi bất giác cảm thấy thương hại cho nó. Nhưng lúc này tôi cũng đáng thương hại có kém gì ai đâu. Tôi bị bỏ rơi, phũ phàng không luyến tiếc. Và tôi buông tay, đứng dậy, nhìn thằng này, dìu thằng kia đang ngồi bệt dưới đất vội vàng bỏ đi. Bọn còn lại thì đã chạy biến từ lúc nào rồi. Thẫn thờ bước tới và dựng xe lên, tôi vuốt mặt cho trôi đi làn nước mưa ở trên mắt, rồi quay xe trở về. Lòng dấy lên một chút hối hận, vì vừa nãy chỉ suýt chút nữa thôi là tôi đã dùng đến nhất thốn kình vào ngực một người không biết võ công. May thật, vậy là mình chí ít vẫn còn cảm xúc đấy chứ, không đến nỗi vô tình đâu nhỉ. Thật khó để có thể biết được rằng tôi lúc này có đang lạnh lùng và vô tình hay không, chỉ bởi cái cảm giác lúc trống rỗng, lúc nổi giận, lúc sầu bi cứ đeo đẳng mãi không dứt, và từng cơn gió táp vào mặt lúc này cũng chỉ làm tôi thêm thở dài não ruột, tự hỏi có phải rằng ông trời cũng đang giận dữ với mình sao kìa. Cứ mãi cho mưa ập xuống để tăng thêm phần buồn thảm hay sao? Không thể ngăn được hình ảnh Khả Vi ngồi sau xe một người khác, cùng ánh mắt hững hờ cứ hiện lên trong tâm trí, tôi lại càng đâm ra giận dữ. Và một niềm căm ghét cùng đố kỵ với tên con trai kia đã bắt đầu nảy sinh. Và càng ghen tức, tôi lại càng cố công lục lại trong trí nhớ của mình những chi tiết, dù chỉ là nhỏ nhất,
để tìm câu trả lời cho những câu hỏi luôn bắt đầu bằng tại sao. Này, có vài người lại thích mình nữa đấy. À vậy à, sao không từ chối luôn? Kệ, cứ để cho họ tưởng ha. Tại sao lại dẫn đến tình cảnh như thế này chứ? Phải chăng những gì tôi đối với Vi suốt một năm qua lại không bằng một người khác chỉ trong một tháng? Ừ, em xinh xắn dễ thương, nói chuyện có duyên. Tôi biết em hoạt động đoàn thể, tính tình em hướng ngoại. Và em đón nhận mọi sự tấn công của bọn con trai khác về phía mình. Những ai có tình ý với em thì em cũng đều không tỏ rõ thái độ dứt khoát, vẫn vui cười tiếp chuyện. Thậm chí em lại có những hành động lẫn thái độ khiến mỗi ai trong số họ đều lầm tưởng là em đã đáp lại bọn họ. Nè, thấy tên đó không? Mặc áo trắng à? Ừ, sao? Hồi trước thích Vi đó. Ừ. Thế nhưng tôi không hề ghen. Tôi không muốn làm em khó chịu khi tôi nhắc đến chuyện đó. Có lẽ tôi cũng đã từng nghĩ rằng em vẫn chưa là gì của tôi, và tôi không có quyền giữ lấy em ở riết một chỗ. Vậy nên tôi để em tự do với những mối quan hệ bên ngoài mà không hề hỏi lấy một câu. Tôi chỉ cần biết khi ở cạnh tôi, em lại là Khả Vi lém lĩnh và dễ thương. Như vậy, không lẽ tôi đã sai chỉ vì không quan tâm rõ ràng với em? Tối nay đi chơi nhé Vi. Thôi, mới tối qua rồi còn gì nữa, bữa nay bận đi với mấy bạn rồi. À, ừ, thôi vậy. Hay có lẽ tôi sai, vì ngày nào tôi cũng sang nhà em chơi, để rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, việc tôi xuất hiện trước mặt em là một việc hết sức bình thường và không có gì thú vị. Hoặc thậm chí tệ hơn, tôi có thể là một cái đuôi khó chịu cứ bám lấy em. Ừ, điểm này thì có lẽ tôi sai thật rồi, tôi biết điều gì. Nhiều quá cũng sẽ thành không tốt. Việc tôi luôn ở cạnh em khiến cho mình vô tình đánh mất sự nhớ nhung của những khoảng trống được tạo ra khi vắng nhau Vi nhỉ. Nè, qua đó rồi á, xa mặt đừng có cách lòng nha. Ừ, dĩ nhiên rồi, toàn lo gì đâu. Phải lo chứ. Yên tâm đi, nam này chung thủy lắm á. Nếu là vậy thì ước gì ngày ấy tôi đừng về lại A1 nữa, mà tốt nhất là cứ ở lại bên A2, thì dù có xa mặt, chỉ cần tôi đừng cách lòng, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không như thế này rồi, em nhỉ? Mà có lẽ cũng sai rồi, vì chỉ mình tôi không cách lòng thì cũng không đủ, bởi chính em cũng đâu giữ được lời em nói. Em bảo tôi xa mặt đừng cách lòng, và giờ một tháng xa nhau, em đã đổi thay rồi đấy thôi. Và có lẽ, bởi vì tôi thể hiện quá rõ tình cảm của mình, nên giữa hai đứa, thì Vi đã là người nắm đằng đuôi rồi. Trong khi Vi vẫn giữ thái độ quân bình lập lờ, để tôi thỉnh thoảng vẫn phải lo ngay ngáy vì những thái độ bất thường của em ấy. Vi biết tôi chỉ thích mỗi mình em ấy. Ngược lại, tôi chẳng biết Vi ra sao, chẳng biết là em ấy thích bao nhiêu người nữa. Để mỗi ngày qua, dự cảm về một ngày không may của tương lai gần cứ lớn dần trong tôi khi mà tôi cảm thấy em dần phai nhạt. Nhưng dự cảm ấy không lớn bằng niềm tin, và tôi hoàn toàn tin em. Vậy nên dù có ai nói gì về những mối quan hệ của em, tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đặt niềm tin không đúng chỗ vào một người mà tôi chẳng bao giờ ngờ được là có ngày người ấy phủ tôi một cách không thể tàn nhẫn hơn được. Tôi ngồi lặng yên nơi góc phòng, thẫn thờ nhìn những mẩu xốp trắng, những cành dương sỉ và hạt châu
còn dư khi lần đầu làm món quà Giáng sinh tặng Vi. Tôi không thể nào quên được niềm vui khi ấy. Dẫu có vất vả, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại hình dung nụ cười rạng ngời của em. Và tôi lại có thêm động lực để hoàn thành món quà. Mà có thể suốt đời này tôi cũng không thể làm ra được nó được thêm lần nào nữa. Chính em là nguồn cảm hứng để tôi nảy ra ý tưởng ấy. Cũng chính em là lý do tôi chạy đôn chạy đáo suốt một tuần lễ trời. Thế nhưng, cành dương sĩ bây giờ đã vàng úa. Hẳn là những cây thông nhỏ nhắn trong hộp quà của em cũng đã héo tàn như thế, như chính tình cảm của tôi, của đôi mình bây giờ vậy. Tôi để cành dương sĩ úa tàn theo lẽ tự nhiên. Vậy thì cớ sao em lại cố công tô thêm chất màu ngọt ngào lên cái tự bạn đặc biệt dành cho tôi chứ? Những mẫu giấy của bản nháp hai bài thơ tôi tặng em vẫn còn đó, đầy những nét chữ tôi cố viết thật ngay ngắn, và những đường gạch ngoệt ngoạc khi không đồng ý. Tôi nhớ lần tôi tặng em bài thơ đầu tiên của mình, em đọc rồi lại cười phá lên. Thơ gì thế này hả ông? Thì là thơ chứ sao? Chẳng dần chẳng điệu, ôi đầu cá của tôi ơi! Và ngay đêm hôm ấy, tôi đặt bút làm lại bài thơ thứ hai, nó chỉ có một bản nháp duy nhất. Trong khi viết, ý tưởng cứ tuôn trào không ngớt, khiến tôi còn sợ rằng mình sẽ bỏ quên bất kỳ ý tưởng hay ho nào. Tôi viết một mạch, có dần có điệu, từ mỉm cười một mình mặc cho ông anh cười chế giễu cạnh bên. Và chắc chắn, suốt đời này tôi không thể làm ra được một bài thơ thứ hai nào nữa, bởi nụ cười nửa vui nửa hạnh phúc của em đã làm tôi cảm thấy mình không cần thiết phải làm thêm bài thơ nào nữa. Rồi bây giờ, hẳn là tôi không còn cần phải làm thơ nữa rồi. Một vài thỏi kẹo Sugos tôi mua mà chưa kịp đưa em vẫn còn trên bàn. Tính tôi từ nhỏ đã không hảo ngọt. Tôi không thích kẹo bánh, chỉ thích mỗi khô bò. Nhưng từ khi gặp Vi, tôi đã biết thế nào là kẹo Sugos ngọt ngào. Và nó lại càng ngọt ngào hơn khi tôi chạy xe đằng trước. Em đột vỏ kẹo và đưa vào miệng tôi từ đằng sau, rồi lại cười thật tình tứ, đầy quyến rũ. Kẹo này ngon thiệt ta ơi! Biết làm sao ngon không? Sao? Thì Vi chỉ mà. Tôi lúc này cũng bất giác đưa tay lấy một viên kẹo cho vào miệng. Sugos ngọt, nhưng lần này nó có kèm cả vị đắng. Và lạ lùng thay, dù vị ngọt gắt hơn, nhưng ta vẫn cảm nhận rõ vị đắng trên đầu lưỡi và đắng đến tận tâm can. Nhìn tấm thiệp mừng Tết của em trong học bàn, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc mình nhận được con số 15. Chẳng hiểu sao, lúc cho tay vào hộp thăm, tôi lại có thể chắc chắn rằng mình sẽ là người có trong tay tấm thiệp mừng của em vậy. Và quả thật, đúng là vậy. Tôi sững sờ nhận ra trong tay mình là thiệp của em, còn em tròn mắt ngạc nhiên và tủm tỉm cười. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi Nam ơi! bất ngờ ghê vậy đó. Nhìn vẻ mặt rầu rầu của em lúc nhận ra thiệp, em được nhận chẳng phải là của tôi, dù không biết rằng rốt cuộc tấm thiệp mừng của tôi đã về tay ai. Nhưng tôi vẫn vui và cảm thấy ấm lòng, vì em buồn một nỗi buồn hạnh phúc. Ấm lắm rồi. ngủ đi ha. Tôi nhớ dáng vẻ ngủ thật là dễ thương của em, như một cô mèo con đang cuộn tròn trong chăn ấm, làn môi đỏ hồng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Em chữa thẹn cho tôi những lần tôi còn đang lúng búng, chưa biết chữa thẹn làm sao. Thằng Nam á, đánh bài dở ẹt hà, đúng là nhà từ thiện hảo tâm. Dẹp tụi mày đi. Đâu có sao đâu, đen bạc đỏ tình,
Nam ha. Dạ, em bên cạnh tôi khi tôi khó khăn. Ngày mai á, sang nhà tôi học Anh văn đấy nha. Phải không trời? Học xong mới được đi chơi đó. Rồi em hấp hái, mỉm cười khi thấy tôi đến lớp sau một tuần nằm viện vì bệnh. Khỏe rồi ha, giỡn mình chép bài hết rồi nè. Mọi thứ như quay lại chậm chậm trong đầu, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn như ngược thời gian, đưa tôi trở lại những ngày ấy. Dạ, tôi cuối cùng sau bao ngày qua cũng đã có thể mỉm cười thật sự. Mình tên Khả Vi, hi, làm quen ha. Càng giận càng ghét, càng tìm mọi lý do để nhớ lại mọi chuyện, thì tôi lại càng nhận ra mình yêu em ấy đến nhường nào. Ừ, bây giờ tôi sẽ không trách gì em nữa đâu Khả Vi à. Tôi biết những gì em dành cho tôi là thật lòng. Tôi biết tình cảm chúng ta nhẹ nhàng như gió thoảng dậy. Suốt thời gian qua, tôi chưa hề một lần thật sự tỏ tình với Vi, thì lấy tư cách gì để giận em ấy khi em chọn một người con trai khác không phải là tôi chứ? Có lẽ suốt năm rồi tình cảm giữa cả hai chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Ừ, tôi yêu em thật đó, nhưng mà em đối với tôi chỉ là rung động nhất thời, và em chọn cách rút lui nhẹ nhàng như vậy. Và mọi sự chỉ là do tôi cả nghĩ mà thôi. Cũng phải, điều gì dễ đến thì cũng dễ đi thôi mà. Tôi sẽ chúc phúc cho em cùng người ấy. Tôi sẽ không còn trách gì em nữa đâu. Mãi hạnh phúc nhé. Vì em đẹp nhất khi em cười đấy Khả Vi. Thật sự, tôi chẳng cao thượng hay có lòng vị tha gì đâu. Chỉ vì lúc này đây, tôi đã nhận ra một điều rất đơn giản. Trong tình yêu, thì không có ai đúng ai sai. Không phải bạn làm đúng để nhận được gì, và làm sai thì sẽ bị gì, mà chỉ là một ngày nào đó, hai con tim không còn đập cùng chung nhịp nữa mà thôi. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa dòng suy nghĩ miên man, đưa tay vỗ vỗ trán. Định thần, nhìn lại đồng hồ thì nhận ra mình đã ngủ gật trên bàn, từ chiều đến giờ lúc nào không hay. 2 giờ đêm rồi sao? Tôi đưa mắt xung quanh bàn học. Tôi thẫn thờ vài giây, rồi thở hắt ra, mở tủ quần áo, lấy ra một hộp bìa nhỏ, và rồi cẩn thận xếp những mảnh xốp và hạt châu, những mẫu giấy nháp thơ, tấm thiệp mừng Tết của Vi vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Tần Ngần nhìn chiếc hộp trong tay một hồi, tôi quyết định kéo hộp bàn ra, lấy những món đồ khác để bên ngoài. Và với nỗi niềm luyến tiếc, tôi cất chiếc hộp ấy vào nơi sâu nhất của ngăn bàn. Thôi, ngủ yên nhé. Rồi tôi lấy những món đồ khác nằm đè lên chiếc hộp đó. Và bất chợt, tôi nhận ra, trên tay mình là cuốn sổ dạy quy ta của Tiểu Mai ngày nào. Thoáng ngạc nhiên, vì hôm giờ, hầu như tôi đã quên bẵng quyển sổ nhỏ này, kể từ cái đêm nàng đưa nó lại cho tôi. Vài giây lưỡng lự trôi qua, tôi chậm chậm lật từng trang giấy ra xem. Những trang giấy trắng nhỏ nhắn, đầy nét chữ của Tiểu Mai, tinh tế và xinh đẹp như chính chủ nhân của chúng vậy. Biết ngay là lật sang trang 2 mà. Quay lại tập trang 1 đi, trang 3 mới có bài tiếp theo. Lúc trước, tôi từng bật cười với trò tinh nghịch này của cô nàng, và bây giờ cũng vậy. Suốt những ngày qua, tôi lúc này mới có được một lần cười thoải mái đến vậy. Hợp âm pha trưởng khá là khó đó, nhưng ngón tay nam dài nên cố tập nha. Đây là hợp âm mình thích nhất đó.
Trong guitar fingerstyle thì spam là kỹ thuật căn bản nhất. Nó giúp mình vừa tạo ra nhạc mà lại vừa có tiếng trống do lòng bàn tay đập vào thùng. Thử xem, hay lắm đó Nam. Nè, bây giờ Nam tập tapping nha. Đến khi vào bài When You Are The Hero thì sẽ có đoạn tapping bằng cả hai tay. Kỹ thuật này Mai chỉ biết chứ không có tập được. Nhưng mà có khiếu như Nam thì chắc là sẽ được thôi. Cố gắng ha. Đến đây mà cảm thấy khó thì chắc chắn là do lúc trước Nam tập Artificial Harmonic không kỹ. Quay lại trang 47 đi. Cấm có cãi đó nha. Tôi bỗng nhiên thấy lòng mình đã dần ấm áp hơn. Nhớ lại những ngày tập đàn ở nhà Tiểu Mai. Lúc ấy thật vui biết mấy. Lúc nào trước mặt tôi cũng là tách trà đào và dĩa bánh ngọt thơm phức. Rồi một bà cô sư phụ xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần hắc ám, sẵn sàng bắt tôi ở lại tập thêm giờ, đến hết bài mới thôi. Có lần tôi thì đau tay, mặt nhăn mày nhó, nàng thì khúc khích cười bảo tôi yếu kém. Thế là tôi tò tò, dụ cô nàng đàn thử, rồi búng mạnh ngón tay tôi vào tay nàng. Tiểu Mai giật mình, rồi bặm môi, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi vào trong, bỏ tôi đần mặt, ngồi ở phòng khác một mình. Một hồi sau, thấy tôi cũng im ru, nàng mới quay trở ra lại. Chơi ác, đau tai quá nè, nàng biểu môi trách khẽ. Ừ, xin lỗi ha, Nam cũng đau lắm á. Tôi giờ rầu rĩ. Ủa, sao vậy? Cũng đau tai hả? Tiểu Mai ngẩn ngơ thắc mắc. À không, tôi lắc đầu làm bộ thiểu não. Chứ sao? Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Thì cô em bỏ vào trong rồi, lấy ai pha trà cho bản Dương nữa chứ? Tôi nói rồi phá lăn ra cười. Nàng đỏ bừng mặt đó rồi, dậm chân kéo đàn ra. Tay cầm cuộn báo rượt tôi chạy khắp nhà. Vô duyên, đứng lại đó coi. Ha ha, cô điên mới nghe lời à. Tôi nhảy phóc qua ghế,